Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay, series Nhân Trường Sống tiếp tục quay trở lại Câu chuyện đầu tiên của một bạn có nick Facebook là Công Minh Chuyện được đăng vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 Đây là câu chuyện có thật của mình với bạn mình Khi đi ship nước cho khách hàng vào lúc hơn 9 giờ tối Ngày hôm đó, Nhà Trang bắt đầu lập 7 chốt để kiểm tra người đi đường và xem lý do đi đường. Các hàng quán cũng đóng cửa theo chỉ thị 16. Mình ở nhà thất nghiệp nên cũng nấu trà sữa bán online để kiếm thêm. Những ngày thường, mình chỉ đi giao đơn lúc sáng và xế chiều. Vì mình đi đơn nguyên ngày nên cũng khá mệt. Hôm đó, chị ấy cũng là người bạn chơi chung. Chị đấy có đặt mình 10 chai trà sữa Nhà chị thì ở Vĩnh Phương Và mình có nhắn cho chị Rảnh giờ nào để mình mang đến cho chị Nhưng chị ấy nói là 9 giờ tối được không Vì chỗ chị chốt khắt khe Nên mình cũng ok Ngày đó cũng tới Mình giao đơn từ sáng tới trưa Rồi 3 giờ chiều giao tiếp tới gần 5 giờ chiều Mới về nhà ăn cơm Xong xuôi Thì chỉ còn đơn của chị ấy Là vào lúc 9 giờ tối mình biết chỗ chị ở là nơi hẻo lánh và không có địa chỉ rõ ràng. Mình chỉ nhớ đường mang máng để chạy qua vì có qua nhà chị vài lần. Nên mình có rủ bạn mình đi chung để giao đồ cho chị. 9 giờ tối hôm đó, bạn mình chạy xe qua nhà chở mình đi sao Vì mình nghe chị nói ở đường lớn có chốt khắt khe. Nên mình kêu bạn mình chở mình đi đường trong rồi qua dốc cô nuôi xuống đường nhỏ cũng được. Thế là tụi mình đi như vậy Đi thì cũng bình thường Hai đứa nói chuyện vui vẻ say sưa Tới khúc bùng binh chỗ quốc lộ 1A Bạn mình mới lỡ miệng nói Chỗ này hay bị tai nạn xe lắm mày Mình biết Tại vì chỗ đường đó xe lớn chạy nhanh Nhưng mình sợ Nên có kêu bạn mình đừng có nói nữa Tụi mình cũng có cua vào cái con đường nhỏ Hai bên là ruộng Lúc đó Tiếng gió cứ rít rít lạnh toát bên tai mình với bạn thì chỉ mặc mỗi quần sót và áo thun Nên hơi lạnh Mình mới chỉ cho nó đường đi Thì tự nhiên Nghe thấy có tiếng cười nho nhỏ ở bên mé ruộng Mà là tiếng nữ Chắc chắn luôn Vì giọng cứ hơi éo éo Mình có hỏi Ê, có nghe không mày? Thì nó kêu Giờ này đường vắng tanh Còn cười cái kiểu đó Không biết có phải là nhát ma hay không? Xong rồi nó mới nghĩ bảo là Có khi ông nào nhậu ở dưới ruộng Rồi cười Chứ giờ này còn sớm làm gì đã có ma Mình cũng tin nó Nên cả hai đứa cùng cười Chạy thêm được một đoạn nữa Mình có qua một cây cầu khá dài Đường đi đó thì không hề có đèn Chỉ có mỗi đèn xe của tụi mình hắt ra Khi chạy đến nửa cầu Rõ ràng Mình thấy có một người đang tắm dưới sông Mình mới quay qua nói với bạn Má ơi tối thôi vậy mà người ta dám xuống sông tắm luôn kìa bạn mình mới hỏi cha hay gái thế mày mình mới kêu là không biết thấy cứ hụp lên hụp xuống kìa nó còn nhìn qua tao đây này lúc đấy tụi mình cũng chạy qua gần hết cầu mình có bảo xíu nữa về mà còn thấy tắm thì tao chỉ cho xong rồi tụi mình đi thêm một đoạn nữa con đường đó tối thui để đến nhà chị đó giao nước Chị nhận được cũng cảm ơn Xong rồi bạn mình mới kêu Cho nó vô đi nhờ nhà vệ sinh Mình với chị đó ngồi ở đằng trước nhà để nói chuyện Hồi đó chị ấy cũng làm chung Nên cũng có nhiều chuyện để nói Không biết bạn mình làm gì ở đó Mà khá lâu mới ra Lúc đó đã gần 10 giờ 45 phút tối Tụi mình cũng kêu cảm ơn chị Rồi bảo là có gì ủng hộ tụi em Xong rồi tụi mình đi xe quay về lần này đi về bạn mình tự nhiên dùng mình một cái rất mạnh mình mới nhận ra và hỏi là làm sao thế nó mới kêu là tự nhiên lạnh người mình kêu có khi là trúng gió xuống xe đi tao chở cho mày ngồi sau cho đỡ lạnh thế là tụi mình đổi chỗ cho nhau xe đi bình thường tới đoạn qua cầu mình cũng ngò xuống sông xem có người đó còn tắm hay không để chỉ cho bạn mình thì không thấy bỗng dưng Bạn mình bấm vào bụng mình điếng hồn Rồi kêu Chạy nhanh đi mày ơi Mình cũng không dám hỏi Chỉ tăng ca nhanh hơn Rồi kêu đau Mày bấu tao đau quá Chạy hoài ra tới đường lớn quốc lộ 1A Nó mới kêu với mình Là nó thấy ma Mình sợ Nên có kêu xin về nhà rồi kể Chứ đang ngoài đường mà kể Thì khéo theo mình mất Tới lúc về đến nhà mình Mình có bảo nó thấy gì thì kể đi Nó mới kêu là lúc nãy qua cầu Nó thấy một ông mặc quần jean Ở trần Đứng ở bên hông cầu Nhìn nó với mình chạy qua trước mặt ông ấy Mặt ông ấy thì tái ngắt Giờ ông ấy còn thè lưỡi ra Mình nghe mà da gà nổi lên luôn Xong rồi mình kêu nó là ngủ lại nhà mình Sáng mai về chưa giờ cũng tối Xong xuôi Tắm rửa xong mình mở điện thoại lên chơi thì bà chị mua trà sữa có nhắn tin cho mình khen là trà sữa ngon lắm. Mình cũng cảm ơn xong và cũng nhớ lại chuyện hồi nãy nên có hỏi chị. "Ủa chị ơi, chị ở đó thì có ai thấy ma không chị?" Xong rồi bà ấy kêu là không. Mình mới kể cái chuyện lúc nãy cho chị ấy nghe, rồi bà ấy bảo "Có khi là bạn em thấy ông long đấy." Chỉ có ông Long là mới chết cách đây gần tuần Là do ông ấy say rượu nên bị ngã xuống sông thôi Thế là từ đó Mình nghỉ việc bán nước cho chỗ xa Chỉ bán nước cho người ở gần Và chỉ đi sao vào buổi sáng tới chiều Còn riêng cái giọng cười Ở dưới mép ruộng Và người tắm dưới sông mà mình nhìn lúc trước Thì mình cũng không biết Đó có phải là ma hay không Câu chuyện kế tiếp của bạn còn nick Facebook là Quân Phạm Cây Chuyện được đăng vào ngày 27 tháng 1 năm 2023 Đây là chuyện mà mẹ tôi kể khá nhiều lần Nay xin đăng lại cho mọi người nghe và cùng suy ngẫm Cách đây khoảng độ 17 năm Lúc nhà cũ tôi còn ở Ngô Quyền, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum Có nhà vợ chồng hàng xóm tôi thuộc diện khá giả làm nghề chạy xe hợp đồng các tuyến huyện tại tỉnh. Ông chồng thì chạc 41 tuổi, vợ 35 tuổi. Họ có hai người con trai, một trai được 12 tuổi, một gái được 10 tuổi. Đang làm ăn khá ổn định, chiếc xe họ đi là xe khách Ford Transit. Người chồng làm ăn khá là chăm chỉ, nhưng bà vợ lại xa vào lô đề. Năm đó là vào rằm giữa năm ngày mùng 5 tháng 5. Hai vợ chồng cãi vã. Ông chồng nằm trên chiếc đi văng. Bà vợ nằm trên chiếc võng bàn bạc nhau. Chắc là phải bán đi chiếc xe Ford Transit để còn mua chiếc xe khác. Tầm một tháng sau, ông chồng bất ngờ bị tai biến qua đời. Đứa con trai thì bỏ học từ năm lớp 8. Bà vợ thuộc dạng mê tín. Cũng trong năm này, kinh tế gia đình đi xuống thấy rõ sau cái tết cuối năm bà vợ mới đi cầu cơ bà cô chín đồng để hỏi duyên làm ăn bà vợ có hỏi cô năm vừa qua tình hình làm ăn đi xuống bản thân mình bị đau ốm mãi mà không hiểu tại sao nhờ cô cho biết lý do và giải hạn lúc đó cô đồng mới nói tại vì hai vợ chồng nhà ngươi không tốt có ý định tệ bạc trong khi đang làm ăn ổn nên mới xảy ra cớ sự như vậy Bà vợ mới tiếp lời Cô cho con xin lý do Lời dài hạn Con xin biết ơn cô nhiều Cô đồng mới hỏi tiếp Nhà ngươi có nhớ lại xem Có lần nào hai vợ chồng ngươi bàn tính cái chuyện gì không Con không nhớ Nhờ cô xem cho Có lần vợ chồng ngươi nằm võng Bàn tính bán cái gì Ôi con nhớ ra rồi Không đợi bà vợ nói Cô đồng chỉ tay vào bảo vợ Vẻ mặt nghiêm trọng nói Chính vì vợ chồng nhà ngươi Bàn tính bán cái ô ồ Là miêu tả cái động cơ xe khởi động Ý cô nói là bán con xe chăn xít Vì thế nên mới đi xuống như thế Cái ô ồ nhà ngươi không nên bán nó đi Mặc dù nó là tài sản là đồ vật vô tri Nhưng ở với vợ chồng nhà ngươi từ lúc lập nghiệp Nó làm cho nhà ngươi ra tiền con cái có điều kiện hơn Vậy mà chỉ vì lý do cãi vã chuyện khác Mà định bán nó đi Nên mới xảy ra cơ sự Bà vợ buồn nói Xin cô cho lời giải Vì hiện tại chồng con cũng đã mất Xe vẫn để đó chưa thể bán cho ai được Vì người ta ngại không mua xe của người đã mất Cô đồng mới nói Nhà người không được bán cái xe đây đi Giữ nó lại Đến rằm cúng cho nó Để đó mà tiếp tục thuê người chạy Nhà ngươi sẽ không còn lo nghĩ gì nữa Kể từ đó Bà vợ làm theo lời cô đồng Cách đây 3 năm Mình có nghe nói Con trai bà ấy chạy xe này Lấy vợ sinh con và kinh tế rất ổn Cũng cách đây độ khoảng 7 năm Trước nhà chị mình ở Có một công trường xây dựng Và chị có chứng kiến Một vụ tai nạn thương tâm Đó là một chú tài xế xe ben Khoảng 49 tuổi Chiều hôm đó Lúc khoảng 17 giờ Xe Ben do chú điều khiển Buộc phải nâng Ben để bơm dầu nhớt Vì quá chủ quan Chiếc Ben được chú đó Cùng với vài người bạn kê bằng các thanh gỗ Khi chú đang lụi cụi Đứng bên dưới bơm mỡ cho ống nâng Thì bất ngờ Các thanh gỗ bị gãy Cả chiếc Ben sụp xuống Đè ngay vào người chú Mọi người chạy toán loạn Sau mọi người hoàn hồn Bình tĩnh lại mới đến ưng cứu thì phần đầu của chú đã bị chiếc xe ben đè bẹp rúm Não vang cả ra ngoài Máu me tràn cả ra hông xe Cảnh tượng vô cùng hãi hùng và thương tâm Nhà chú thì cách công trường tầm hai cây số Chú mất đi để lại vợ và hai đứa con Sau đó khoảng hơn một tháng Cứ tối tối Tầm hơn 22 giờ Khu vực này vô cùng vắng vẻ Chả ai dám lai vãng thế nhưng chú này rất là linh thường, người ta bảo cứ tươi tối lại thấy có bóng người đàn ông cầm điếu thuốc hút đi đi lại lại ở cái khu này. nhà chị họ mình thì cách đó tầm 500m mét. có lần buổi trưa chị mình ngủ trong cơn mê thì nghe thấy có tiếng người kéo theo đồ đạc, có vẻ như là mấy cái lon bia gây tiếng ồn leng keng bên hông nhà. chị có thấy một bóng người đứng ở ngoài đó nhìn vào cửa sổ rồi tới gần. Bất chợt Có hai bàn tay với móng tay dài Thò vào cửa sổ kéo cái chăn dưới chân chị ấy đang ngủ Chị mình mới lấy cái gối đập nhiều lần vào hai bàn tay đó Rồi chửi Đồ mất dạy Chọc phá người khác Cút cút Thế rồi bỗng dưng chị bừng tỉnh Nhìn ra cửa sổ thì thấy cảnh tượng bình thường Chị có sợ Và sau buổi đó Mấy bàn với vài người xung quanh khu đó Lập một cái bàn thờ cho chú Không những chị họ mình gặp mà một số người sống gần đó Cũng bị chọc kẹo như vậy Có người kể Đang nằm ngủ Lúc gà gáy canh tư Thì mơ thấy có bóng người đàn ông Với phần đầu bẹp rúm đi qua đi lại trước hiên nhà Rồi biến thành cái lon nước Lăn lông lốc bên con đường mòn Khu đó Những người phụ nữ giờ chẳng ai dám đi vào đêm Đến tận bây giờ Chỗ đó người ta vẫn còn để một cái bàn thờ Chuyện khác thì của anh trai tôi Và năm 2005 Anh cả của tôi tròn 22 tuổi Lúc đó Anh tôi làm nghề hớt tóc Có thuê nhà của một anh bạn Làm bên Lào cả năm mới về Ở trên thị trấn Căn nhà này thì khá cũ kỹ Và khá dài Có gác để thờ phượng Gác này thì đã khóa cửa Nghe kể là ông bạn bị mất chìa Nên chưa mở được anh tôi thì cũng chưa lên lần nào. Tháng đầu tiên, anh tôi thuê và ở thì mọi chuyện rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Có lần tôi cũng lên đó ở chung ngủ lại cả tuần. Năm đó thì tôi 15 tuổi. Sang tháng thứ hai, một hôm anh tôi đi nhậu về. Lúc đó tầm 23 giờ, anh tôi có nằm miên man trong phòng ngủ ở bên dưới thì bất chợt Cây đàn guitar ở bên cạnh Bị ai đó gầy một tiếng thật to Anh tôi mới tỉnh giấc Mở đèn lên thì không thấy gì Tiếp tục ngủ Thì gặp một giấc mơ lạ Đó là cô sấp xỉ tuổi mẹ mình Mặc một bộ đồ màu xanh đen Đi từ trước ra sau nhà Rồi đứng ở cửa phòng nhìn vào Chẳng nói gì Rồi sau đó biến thành cái con quay Xoay tít vào dưới gầm giường Cho anh tôi nằm và biến mất sáng dậy điều khá lạ là anh tôi nhớ rõ một một giấc mơ đó tới tối hôm sau anh tôi lại mơ một giấc mơ khác lần này cô ấy cũng xuất hiện với bộ đồ đó cũng đi từ sau nhà lên trước nhà rồi đi thẳng vào chỗ anh tôi nằm cô đứng đấy mới hỏi cháu là ai có vợ chưa sao lại lên đây ở một thân một mình anh tôi cũng đàng hoàng trả lời nói là cháu lên đây thuê để làm hớt tóc xong rồi cô ấy có hỏi tên tuổi anh tôi và quay lưng đi ra sáng hôm sau dậy anh tôi nhớ rõ gương mặt cô đó tự dưng ý niệm rằng mình đã gặp phải người đã mất nên linh tính anh ấy mới gọi điện cho anh bạn cho thuê nhà kể lại chuyện và miêu tả cô đó như thế nào thì đúng thật anh bạn kia mới nói mày gặp mẹ tao rồi đấy Mẹ tao về đó Bái mất 5 năm rồi Gác trên có cái bàn thờ mà tao khóa Mất chìa Nên chưa về nói cho mày biết được Sau đó Anh tôi có phá khóa trên gác Nhắm lên đó thắp nhang cho bàn thờ Nhìn vào di ảnh Thì giật cả mình Vì gương mặt và bộ đồ trong ảnh Chính là người đã gặp trong giấc mơ đêm trước Câu chuyện kế tiếp của bạn có nick Facebook là Phương Thảo. Chuyện được đăng vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Bố mình là thầy cúng nên nhiều khi bố mẹ nói chuyện với nhau ở phòng khách. Mình ở trên phòng nghe lén cũng được nhiều chuyện. Sợ thì cũng có một lần nhưng mình thì không bao giờ quên được. Năm lớp 6 Hôm sau là hôm dọn vệ sinh trên trường không phải đi học buổi tối hôm trước đó mình có ngủ mơ, trong mơ thấy đạp xe đi đến ngọn đồi, đồi này thì ở gần trường, mình với các bạn hay vào đấy hái trái cây, nhặt hạt rẻ. ở đấy có một cái lầu nhỏ nhỏ, kiểu như chỗ nghỉ chân hình trụ, có cột mà người ta vẫn hay xây, không rõ hình hài nhưng cứ có một cái bóng xanh xanh. vì cái lầu ấy nằm ở lưng chừng đồi nên khi mơ là dắt xe đi qua Rồi kiểu hớt hải nhưng không hẳn là sợ Cảm giác như kiểu dắt xe lao dốc Rất là mệt Sau đó trong mơ chuyển tới một cái ngã ba Muốn tới cái đồi thì từ trường phải đi qua cái ngã ba đấy Trời trong mơ thì kiểu như tối Có ánh trăng Mà ánh sáng thì không chiếu được tất cả không gian Mà chỉ kiểu nửa sáng nửa tối Mình nhớ là ở trong giấc mơ Trên đường đến đó thì mình đi ở bên có sáng nhưng ở bên tối có cái gì đấy cứ đẩy mình mình nhìn quanh quất nhưng vì đứng bên sáng nên nhìn sang bên tối không thấy được gì mơ mộng sợ hú hồn nhưng nghĩ là trẻ con nên mình cũng kệ sáng hôm sau mình lên trường dọn dẹp vệ sinh xong mình với lũ bạn đạp xe đi đến cái đồi mà mình đã kể dĩ nhiên là phải đi qua cái ngã ba đó thế thì mình bị ngã xe gãy chân Lúc đấy mình với các bạn cũng chỉ đi một hàng Vì ngã ba ấy hướng ra đường cao tốc Nên cũng không dám dàn hàng ra Mình thì kiểu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra Không hiểu lý do mình bị ngã gậy chân Khi tỉnh táo đã thấy mọi người súng lại Các bạn cũng gọi cô chủ nhiệm đưa mình đi bệnh viện Vừa ra khỏi trường một tí Tới cả ngã ba Nên chắc cũng nhanh Chuyện diễn ra trơn nhoáng Tới lúc mẹ tới bệnh viện hỏi mình thì như thế nào mình cũng không biết gì để mà kể thế mà người bảo lúc đấy có cái xe ô tô vướng vào bọn mình mình bị ngã ra bạn đi từ phía sau cán vào chân nên bị gãy mình cũng chỉ chấp nhận câu chuyện như thế vì thật sự là mình không rõ gì cả không biết là bị che mắt hay do sợ quá ngất đi thì mình không thể nào nhớ được nhưng mình không thấy ai bảo là mình bị ngất nên chắc lúc đấy hồn vía đi đâu mình cũng không rõ sau đó chú lái xe cũng trình bày là không có tiền, khó khăn các thứ, nên gia đình cũng không bắt đền gì cả. chú ấy cũng có trả tiền chụp chiếu phim với bó bột của mình, cũng phải mất mấy trăm nghìn. mãi lúc đấy thì là chiều tối rồi. mình mới kể cho mẹ là tối qua con mơ đúng y như cái ngã ba đấy, có người đẩy con các kiểu. mẹ mình mới viết cho mình một tờ giấy có câu chú nào đó, bắt mình quay về hướng đông, đọc xong xúc miệng bằng rượu hay là nước. Sau đó mẹ đem gạo với muối ra ngõ giải đi Ai cũng kêu chắc là đau lắm Thế nhưng mình gãy chân nhưng chả đau gì cả Mẹ bảo chắc là có ai báo cho Nhưng con không biết mà tránh Nhà bên nội mình có bác là đi bộ đội mất rất thiêng Bác cũng hay phù hộ cho nhà mình Cho đến bây giờ là đã hơn 12 năm Nỗi sợ của giấc mơ ấy cũng không còn rõ ràng Nhưng mình không bao giờ quên được vì là con nhà cung bái nên mình cũng tín nhà mình thì có lập điện riêng mỗi tội bố mẹ muốn mình lo đi học nên ít cho tiếp xúc chỉ có nghe lén bố mẹ nói chuyện mình cũng nhớ ra cái ngã ba đấy là tai nạn chết nhiều lắm về mặt tâm linh thì một lần sẽ có rớp cộng thêm việc theo mặt khoa học thì nó nối với đường cao tốc xe to hay chạy láo vào đường trong trường nên cũng sẽ tai nạn đám trẻ trâu hay chạy xe máy Vì trên ngã ba đấy có một đoạn có trường cấp 3 dân lập Chuyện thì mình biết khá nhiều Dù tuổi đời cũng chưa được bao nhiêu Ví như mình đã chia sẻ trước đó Nhà mình có điện riêng Bố mình là thầy cúng Thực ra thì cũng lâu rồi bố mình cũng ít cúng Chủ yếu là thầy đồng tứ phủ Mình xin mạng phép Đó là có người tin có người không tin về tứ phủ nhưng ai không tin thì nghe xong có thể lướt qua hoặc có câm mần thì đừng dùng lời lẽ bài xích vì mỗi chúng ta có quyền tín ngưỡng riêng không phải ai cũng đem tâm linh ra lừa đảo chuyện là ngày ấy mình còn bé xíu còn học mẫu giáo thôi mẹ mình thì buôn bán ở hạ long quảng ninh bố mình thì là dân đồng bóng từ ngữ hay gọi cho mấy người thờ đạo mẫu Do đó nên bố mình đi suốt Chả lo gì cho mình đâu Mẹ mình phải quán xuyến hết Từ ngày xưa Lúc còn trẻ Bố mình đã kiểu lang bạt khắp nơi Ở chùa còn nhiều hơn ở nhà Năm mười mấy, mấy tuổi Còn cắt tóc đi tu Nhưng thầy nói còn nặng duyên trần tục Không tu được nên lại về Bố mẹ bảo Ngày trẻ bố mình bị cơ đầy Tức là người có căn số nhưng không được lễ bái mở phủ tử tế Thế nhưng Ông nội mình thì không tín Cứ đánh đập Nên bố mình cũng đi suốt chẳng ở nhà đâu Đi buôn bán khắp nơi Ở đền ở chùa nhiều Nên quen biết cũng nhiều Quay lại câu chuyện đang muốn kể Ngày đấy Bố mình hay ở chùa bên Quảng Yên Chùa thì có ông Sư Tuân Nhưng mình đã quên mất tên chùa Hình như là chùa Dỡ Đồng Chùa này thì cũng khá nổi tiếng Ai sống khu ấy thì chắc cũng biết Có một gia đình này Mà sau này bà nhận bố mình làm con nuôi Coi như con đẻ luôn Bác cả thì làm tài chính bên tiên yên Mẹ mình thì bảo hình như bác đi làm bị trài Tức là kiểu bỏ bùa bỏ ngại Bác đang khỏe mạnh Đâm ra lẩn thần mất mấy năm rồi bác mất Bác lại mất đúng giờ linh Đến nỗi bác mất rồi Mà giường nơi bác hay nằm Kể cả ban ngày vẫn thấy bóng người Hay là mọi người xung quanh vẫn thấy bác đi lại như lúc còn sống Lúc đấy nếu không làm lễ Thì trùng tang chắc chắn sẽ có thêm người chết Cái này thì mình không biết cụ thể như thế nào Bố mình mới hầu đàn trấn yểm trong cái lễ làm cho bác Trong lễ có cả lễ cầu siêu, hầu đồng Ý nghĩa và tên gọi thì chung chung Mình thì không nhớ rõ là tên gì Lần đấy bố suýt thì chết vì trùng tang rất là nặng nên kiểu gần như đổi mạng để làm lễ cũng nói thêm nhà bà cũng là nhà lễ bái bà là người quản lý chùa gần đó theo vốn hiểu biết nhỏ bé của mình thì lập đàn cầu siêu nghĩa là đàn cúng phật giúp con người ta sau khi mất thì được siêu thoát còn trùng tang thì phải trấn yểm mà phật pháp từ bi chỉ cứu chứ không diệt nên phải có cả đàn lễ phật lẫn đàn lễ thánh vì giúp gia đình đến suýt mất mạng nên bà mới nhận bố mình là con nuôi coi như con đẻ trong nhà đợt đấy làm lễ xong bố mình ốm liệt giường nằm ở nhà bà tưởng là chết mẹ cho mình đi về chơi ngày trước đường xá xe cộ không được như bây giờ đi có một đoạn là mệt lắm nhưng về bà với các bác chiều thích gì cũng có nên mình rất thích về bé thì mẹ cũng chăm chút cho mình nhưng mẹ hơi nghiêm khắc đợt đấy bố ốm mà mình về đấy chơi chả có tí ký ức nào ngoài việc về là được trở đi mua bóng bay với cả ăn thạch hay chè không bao giờ phải trả tiền cứ ăn xong bà hay các bác các cô chú sẽ trả nhà bà thì nổi tiếng ở khu đó ai cũng biết cả chuyện bố mình làm lễ cho nhà nên cũng chẳng ai lạ gì mình chỉ có mỗi mình là không biết ai trên có các bác gái nhưng trai thì bố mình coi như con trưởng nhà mình cũng về khi gia đình có dỗ chạp không khác gì con ruột trong nhà bà cũng muốn chia đất cho nhà mình các bác các cô chú cũng rất quý nhà mình không tị nạnh gì nhưng nhà mình không lấy mẹ mình bảo không cho bố lấy như thế người ta mới nể mình vì vậy Bà càng quý gia đình mình Chắc cũng tại bố mình khéo mồm nữa Nên bà cũng quý lắm Có mặt người khác thì chửi thôi Chứ vẫn nhất trên đời Mình với mẹ vẫn hay đùa Xấu người xấu cả nết như bố mình Chẳng hiểu sao Bà vẫn quý như thế Lớn lớn được một tí Có được nghe phong thanh về chuyện này Nên có về nhà bà Mà đi một mình từ cổng vào ngõ Mình toàn phải chạy bán sống bán chết vì thấy bảo mấy nhà xung quanh đất cũng độc với cả cổng và nhà ngõ nhỏ mà dài nên nghe âm thanh nó cứ vang vang sợ lắm về sang nhà bác với cô gần đó chơi toàn mắt các anh chị con bác dắt về tận nơi chứ hiếm khi tự đi một chuyện khác nữa có bác gái con bà Lấy chồng xây nhà cũng ngay gần Nhà bác có hai anh chị Chị gái là lớn Chị ấy thì hiền lành xinh gái lắm Lại còn học giỏi nữa Chẳng bù cho anh thứ nghịch ngợm Ngày bé Mỗi lần về nhà bà Mình toàn được chị đưa đi chơi Quý chị lắm luôn Thế nhưng có lần Chị ra đồng cắt rau Thì đột tử ở ngoài đồng Chị mất rất tức tưởi Nên có về Trêu bọn trẻ con trong xóm bác có đi gọi hồn chị về thì chị khóc lóc bảo là bà nội bắt con đi đánh đập không cho ăn lạnh lẽo rách dưới đồ mọi người đốt cho con không nhận được thứ gì ngày chị mất là buổi trưa người ta bảo thấy có con chim lợn to lắm hóa ra là trùng tàng bà nội chị cũng mất không lâu trước đó bà về bắt cháu đi ai nghe thế cũng thường chị còn trẻ quá mà mất không phải do hết số nên còn vương vấn gọi chị về còn bảo không được cho quần áo với sách của chị nên đốt hết đi không đen cho ai hết chỗ đồ của chị lỡ có cho người ta người đấy còn bị trêu thầy không ổn nên nhà mới đi xem thầy toàn là chuyện người trong nhà nên không phải nghe từ ai cũng chẳng phải lo theo dịch có sao kể vậy thực ra Sinh lão bệnh tử Chẳng ai biết trước được Thế giới tâm linh cũng vậy Có những thế lực khuất mặt khuất mày Chỉ mong sống ở hiền gặp lành thôi ạ à. Một câu chuyện khác Thì mình muốn chia sẻ Về người em gái của ông nội mình Về vai vế Thì mình được gọi là bà Mình cũng xin chia sẻ thêm Là từ rất lâu rồi Có rất nhiều người Hoa Sinh sống và chết tại Việt Nam những câu chuyện nào dính tới mảnh đất người Hoa đã sinh sống đều ghê rợn như là thần giữ của. Những mảnh đất đấy thường bị đồn đại là không tốt đẹp gì. Về người mà mình gọi là bà, bà ấy lấy chồng ngay xã. Chồng bà cũng là người có chức quyền nên cuộc sống cũng rất khá giả, chẳng như nhà ông nội mình, đông con cháu nên khổ. Bà chỉ có một cô và một cậu. Ngày xưa ở đâu thì không biết, nhưng sau này cô đi lấy chồng nhà ông bà có mua mảnh đất rất đẹp mảnh đất mặt phố nằm ngay trên con đường trục chính của huyện đối diện là ủy ban ngay đó là bệnh viện và chợ nhà làm ăn nên mảnh đất như vậy thật không chê vào đâu được chỉ có điều mảnh đất đấy được đồn đại là có vong người tàu nhưng em gái của ông mình thì không tin nói là mình không làm gì thì ai hại được mình nên vẫn mua Thế rồi Ông bà xây nhà lên trên cái mảnh đất đấy Nhà thì mặt đường Nên mọi người hình dung ra rồi đấy Từ đường lên vỉa hè Em gái của ông mình Bán đồ ăn sáng Nên xây cửa sắt kéo ô chám Xong rồi Để một khoảng để lúc dọn hàng Thì cất bàn ghế các thứ xong Mới là cửa chính vào nhà Cái mảng tường ngăn cách khoảng để đồ với phòng khách Từ ngày vừa xây nhà Chẳng hiểu sao có vết mờ mờ như mốc ở trên tường nhà thì cũng không phải là nhà tầng không thể nào vừa xây mà bị ẩm dò dỉ như vậy được cái vệt mốc ấy thì càng ngày càng đậm rõ nét hơn nhưng nó không phải kiểu mốc loang đường hình xét như bình thường nhà hay bị mốc do nước mà là hình người hình của hai người mọi người ạ ở nhà như thế em gái của ông mình cũng chẳng nghĩ gì nghĩ là vô tình trùng hợp thôi dọn về đấy chẳng được bao lâu thì có hiện tượng như vậy đỉnh điểm cậu mình đang làm ở trong đà nẵng bị tai nạn giao thông đang từ một người cao to khỏe mạnh công an việc làm ổn định trở thành người chỉ nằm liệt giường một chỗ chị gái ở gần nhưng cũng còn chồng con không thể chăm cho em được nên mọi sinh hoạt đều phải do bố mẹ tức là em gái của ông mình và chồng của bà ấy lo liệu hết mọi người bảo xem nhà có một người con trai để lo cho bố mẹ tuổi già rồi sau này hương khói thế mà bị như vậy thì suy sụp tới đâu nhưng mà sau tất cả em gái của ông mình vẫn không để tâm vì bà không tín không tin vào lễ bái chỉ thờ cúng ra tiền thôi mình thì sống và đi học ở chỗ khác nên khi bé còn hay về khi lớn thì lại cực ít về Nhớ ngày còn bé, có lần qua nhà ông bà chúc Tết cùng với các bác, các cô chú, mình có nhìn lên cái hình đấy. Mỗi lần nghĩ đến, mình vẫn sợ, vì chắc chắn không phải là tranh vẽ. Mọi người cứ thử tưởng tượng, trên tường nhà mình có hình đôi nam nữ, người nữ nhuyễn miệng cười, tựa đầu vào vai nam. Bên ngoài còn có khung hình elip cứ như ảnh chụp đen trắng. Nhìn rõ cả nét mặt, thì mọi người thấy như thế nào? Ngay ở trên bức tường trong phòng khách Phòng cách đầu tóc Thì cứ như kiểu ảnh đen trắng Thời năm 1940-60 Chứ không hẳn là quá xa xôi Cái hình đó sống động đến mức Có cảm giác là như hình người sống Nên ngay cả người lớn cũng thấy ghê Chứ nói gì là trẻ con chết nhát như mình Mà lạ cái Đến nhà đấy lần nào Người lớn cũng kiểu nói vài câu Liên quan tới cái hình đấy Kiểu như là vào nhà Hình đập vào mắt Không thể coi là không thấy Vì cũng lâu lâu qua chơi Chứ không phải là ở ngoài quen rồi Nên chắc cũng sẽ không để ý nữa Lần gần đây nhất Mình có vào nhà ấy Là cách đây 7 năm Lúc đấy Về quê chơi Chồng của bà ấy mất Nên có qua nhà Vì đám tang làm ở nhà Mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện Cô ruột mình Có buông một câu dạo này nhìn già đi thật nhỉ không trẻ như trước mọi người có biết là nói về ai không nói về họ tức là hai cái người trong cái hình ở trên tường đấy mình ngồi đấy thật sự là vào nhà đấy mình toàn tránh không nhìn lên nhưng cô nói vậy lại tò mò nhìn và thật sự là trông họ có già đi thật mình ám ảnh nhiều lắm nên không thể quên được có thể là góc nhìn ánh sáng nhiều thứ nhưng theo cảm nhận của mình thì thật sự là như vậy cũng có thể là do tưởng tượng song nhiều người nói như vậy nên tâm lý con người cũng bị ảnh hưởng theo cũng có người thắc mắc tường bị mốc sao không sơn lại thế nhưng sơn lại nó vẫn đậm lên cái hình đó không làm sao hết đi được lần mà mình vào gần đây cũng là mới sơn lại tường sửa lại nhà nhưng hình vẫn đậm và rõ nét cũng không phải là chừa cái mảng đó ra đâu Mỗi người một số phận Mình tin vào việc có nhiều thứ trong cuộc sống Đều đã được định trước Nghiệp mình gây ra thì vẫn phải gánh Tù tâm tích đức có tránh hay giảm được Thì còn tùy thuộc vào phúc phận mỗi người Nhiều khi Gặp những điều không thuận lợi Không theo ý muốn Với cả còn tham sân si nhiều lắm Nhưng vẫn cố gắng sống tốt ạ à. Câu chuyện kế tiếp của bạn có Facebook ẩn danh đang vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023. Mình thì vốn sinh ra trong một gia đình người Hoa có truyền thống làm thầy Pháp. Và mình xin kể về những câu chuyện mà mình đã trải qua trong thời học sinh của mình. Chuyện đầu tiên thì xảy ra vào hồi mình học cấp 2, lớp 8 hay lớp 9 gì đó. Trường của mình thì rất nhỏ, khối 9 thì chỉ có hai lớp mà thôi, buổi sáng giờ ra chơi bọn con gái hay rủ nhau cùng đi vệ sinh mà cái nhà vệ sinh mới được xây nhưng cũng nhỏ xíu và cũng không có hiện đại hay đẹp đẽ gì cả lúc đó bố đứa mình có đi chung nhà vệ sinh thì có ba phòng một phòng đã có người sử dụng phòng thứ hai trống nên bạn mình vào trước phòng thứ ba thì có người nên tụi mình cũng đợi và chính cái căn phòng thứ ba là nơi mà tụi mình đã gặp Lý do mà chúng mình biết có người Là vì cái cánh cửa phòng đấy Được làm bằng ván gỗ Đóng sơ sài Thành ra có khe hở Tụi mình thấy có cái áo trắng ở trong Nên nghĩ đó cũng là học sinh Nhưng đợi lâu quá Sao bạn đó chưa ra Thế là có một bạn trong nhóm Mới đẩy nhẹ cửa thử Thì bên trong hoàn toàn chẳng có ai cả Sau này Mình có đi làm trên Sài Gòn Thỉnh thoảng cuối tuần Mình có hay về quê chơi có mấy lần mình có nghe được tiếng ai đó nói xì xào ở bên tai mình vẫn nhớ hôm đó là tối rồi mình chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có tiếng nói gì đó nhưng không nghe ra được đại khái như ai đó đang xem hài kịch rồi nói chuyện với nhau sau đó mình có xuống giường tìm theo tiếng nói tìm ra tới tận cửa sổ vì mình nghĩ tiếng nói này đến từ công xưởng bên kia nhưng không có gì cả một lần khác là khi mưa mình hay nghe được tiếng nói kiểu như nhiều người nói mình có đi theo thì đi tới chỗ bàn thờ sau đó thì không nghe thấy nữa lần nữa là lúc mình đứng trên lầu ở gần ban công kế bên chỗ mình đứng là một cái buồng nước lúc đó thì mình nghe thấy một tiếng nói rất to của một người phụ nữ bên tai thật sự là trước giờ mình trải qua rất nhiều chuyện tâm linh nhưng đây là lần đầu tiên mình nghe rõ đến như vậy mình thậm chí còn bị giật mình luôn mình thậm chí là giật mình luôn và đã phải chạy xuống dưới để nói cho cả nhà mình nghe. Cũng thời đi học, mỗi lần mình đi học đều sẽ phải đi ngang qua một khu rừng cao su ở hai bên. Đường thì là đường nhựa. Hồi đó đi học được cái là không lo bị nắng mà mắt rượi. Cuối năm cây thay lá phủ màu vàng. Tết thì cây đâm chồi nảy lộc, nở hoa, thơm và xanh non cả một rừng. Cái này thì chắc bạn nào quê ở những nơi trồng cao su mới biết được nó đẹp như thế nào. Mùa hè thì cây kết trái. Trái khô nổ bôm bốp, rơi xuống đường. Có trái thì nổ trong rừng cao su. Âm thanh vọng ra, nghe rất đá. Hồi đó, có nhiều công ty còn thu hoạch trái cao su về để làm xà bông. Nhưng bây giờ, chỗ mình thì hết rồi. Cái chỗ lô cao su đó, ngày xưa, hồi ba má mình còn nhỏ nó là một cái nghĩa trang của người thượng nghe má mình nói nghĩa trang đó ghê lắm và cũng rộng hồi đó má với các bạn hay đi nghe cải lương mà khổ nỗi đường xá chưa được như bây giờ đi là phải băng qua con đường đất ở nghĩa trang má nói có lần đi tối về hạt cao su rơi xuống đất nổ xe máy của người bạn má chở bọn má đi chơi thì hết dầu Lúc đó ai cũng hoảng Rồi có người la lên Ma Thế là ai cũng chạy té khói Còn người chủ nhân chiếc xe cũng sợ quá Bỏ xe chạy lấy người Mà hồi đó xe có để ở ngoài Cả tháng cũng chả bị mất Sau này Chỗ đó được quy hoạch lại Nghĩa trang thì không còn nữa Cái hồi cấp 2 đi học Mình phải đi qua đấy Mà mình đâu biết ngày xưa nó là nghĩa trang đâu Nhưng mình vẫn sợ chỗ này dù không biết tại sao hôm đó đi học buổi sáng trưa mình đạp xe về mình có nghe thấy ai đó gọi tên mình kiểu như nếu chúng thì mình sẽ đáp lại mà cái này thì không phải chỉ có mỗi mình mình nghe được mà em mình cũng nghe thấy chuyện đó thì mình không sợ vì có gọi chúng tên mình đâu mà có gọi chúng thì chưa chắc mình đã đáp lại cái khúc mà mình hay nghe gọi tên là chuẩn bị xuống dốc. Ở dưới dốc thì có một bụi tre lâu lắm rồi. Ở đó là đất người ta. Bên trong còn có vài ngôi mộ bằng đất nhỏ của người thượng. Xuống về dưới một chút thì hay có một bà bán đậu hũ nước đường ở đó. Khi mình về mà trời nắng, mình hay thấy giống như có một người phụ nữ mặc đồ tím đứng ở gần đó. Em mình cũng thấy vậy. Mà cái chỗ đó Đi tối thì ôi thôi sợ lắm Không có đèn Mà ngoài lô cao su thì là dãy của người ta Nhà thì tuốt ở bên trong Đường có xe chạy thì đỡ sợ Chứ không có người thì sợ lắm Mình vẫn nhớ Hồi mình học cấp 3 Mình có đăng ký học Ở một trường cách 3 cây số Trường nằm ở trên quốc lộ Hồi đấy Đạp xe vừa xa vừa nắng Lại phải lên dốc cao Trời mưa thì gió mạnh thổi ngược Hạt mưa thì to Rớt xuống muốn lủng cả đầu Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ Hôm đó 11 giờ 15 Trường tan học Nhà xa mà lại không muốn ở lại trường Nên mình về Hôm đó mình đi về Con đường mới làm lại Vừa đổ nhựa xong Đang hoàn thành Chứ trước giờ Mình vẫn đi theo con đường Mà hồi cấp 2 mình đi lúc đó là trời nắng, nắng gắt từ xa, mọi người sẽ thấy mờ mờ ảo ảo, hoặc có vũng nước ở phía trước, nhưng tới gần thì không thấy gì cả. Lúc đó thì sắp tới nhà rồi, nên mình đi tàn tàn thôi, ngắm cây ngắm đường, rồi vô tình mình nhìn vào chiếc xe ủi ở đường, thì thấy có một ông chú mập, mang áo ba lỗ trắng, quần đùi kaki xanh rêu, đi từ trên xe xuống. Lúc đó. Mình chỉ nghĩ là người lái xe lù thôi Thế nhưng Người đó biến mất ngay lập tức Xe vẫn ở đó Nhưng không thấy người đâu Mình có ngoái lại sau để nhìn Mà không thấy gì Đó cũng không phải là lần duy nhất Mình gặp những chuyện như vậy Câu chuyện cuối của ngày hôm nay Thì là một câu chuyện khá tiêu cực Vì vậy các bạn cần cân nhắc kỹ trước khi nghe. Chuyện này của một bạn có nick Facebook là trái tim của rắn. Chuyện được đăng vào ngày mùng 6 tháng 9 năm 2020. Trong chúng ta chắc cũng có không ít người từng có đôi lần bế tắc trong cuộc sống và từng nghĩ đến chuyện giải thoát cho bản thân. Năm 2017, tôi chia tay người yêu, thất nghiệp, bị người thân xa lánh. Tôi có lang thang trên mạng và gặp được một nhóm những người trẻ có ý định tự sát tập thể. Khi vào nhóm này, ngày đầu tiên tôi không nhận được bất cứ phản hồi nào từ những thành viên khác. Sau khi để lại thông tin số điện thoại, thì hai ngày sau tôi nhận được cuộc gọi của một cô gái. Sau khi kết bạn Zalo, cười hình ảnh bản thân, nói về động cơ cô ấy xác định tôi là người thật việc thật nên có hẹn tôi ba ngày sau sẽ có một cuộc gặp mặt của các thành viên yêu cầu đeo khẩu trang đi taxi hoặc xe ôm tới chỗ hẹn trong ba ngày trước cuộc hẹn cô gái đó cùng với tôi thảo luận phương án chọn cách tự tử tập thể bằng cách nào sau các phương án đưa ra thì cách được thống nhất là dùng thuốc ngủ nhưng vấn đề Địa điểm để thực hiện cho việc làm tập thể đó là ở đâu Lúc đó Cả nhóm thống nhất là núi cậu Ở dầu tiếng Bình Dương Ngày thứ hai Trước buổi hẹn gặp Có một chàng trai gọi cho tôi Nói là bé thắm Tức là người giữ liên lạc với tôi trước đó Đã treo cổ ở nhà riêng Sau khi nói chuyện Tôi cứ gợi ý nhóm Có bao nhiêu người hiện diện Thì tới tăng lễ của thắm Cũng không cần làm bí ẩn vậy làm gì Hào là tên của chàng trai gọi cho tôi Là nhân vật thứ hai trong nhóm Là người liên kết và hẹn gặp Từ quận 12 Tôi chạy lên Nguyễn Khoái Quận 4 Gặp được 5 người Nói chung đều là trai sinh gái đẹp Có một chị 42 tuổi Người Bình Dương cực sinh Sau khi biết Hào là bạn học của Thắm Tụi tôi vào viếng Thì tới tầm 21 giờ Gia đình có kể trước khi treo cổ, Thắm như một người khác, lơ mơ và nói chuyện một mình, đêm không ngủ mà gọi điện cho ai đó cả đêm. Trước ngày treo cổ, mẹ Thắm có phát hiện một bên tai của Thắm máu tươi chảy ra, mắt đỏ và nhìn rất ghê sợ. Thắm không ăn cơm trong gần 3 ngày, chỉ ăn gạo sống và uống cà phê đặc. Lúc đó, đang tính chờ ba Thắm ở dưới kiên giang lên, hôm sau đưa đi khám thì lại xảy ra chuyện có hai người suốt buổi đó cứ lầm lì không nói năng gì khi cả nhóm đi xa một trong hai người đó nói bây giờ chạy đến núi cậu luôn đi đồ có đầy đủ rồi lúc đó hào và tôi thì im lặng chị gái bình dương và chàng trai quận 6 thì không muốn tham gia nữa lúc đó tôi cũng chợt muốn sống cho đàng hoàng nên cũng rút lui Sau đó hai ngày Hào gọi cho tôi nói Là hai chàng trai lầm lì trong đám tang Bị tai nạn Ngay khúc cầu Nguyễn Văn Cử Cua về hướng quận 4 Cả hai lao qua khỏi dạ cầu Đập đầu vô đá chết cả hai Bà chị đẹp Bình Dương và chàng trai quận 6 Thì mất liên lạc Tôi và Hào sau này nói chuyện Thì mới biết Cậu ta bị ung thư phổi Và không muốn điện thoại Thắm thì bị bạn trai phản bội Bị nhiễm HIV từ nó nên cũng quẫn Sau đó cỡ một tháng thì không liên lạc được với Hào Tất cả trang cá nhân, Zalo đều khóa hết Tôi thì cũng không biết nhà hay thông tin gì thêm của Hào Nên chỉ nghĩ Hào đã đi theo Thắm Tới đầu năm 2018 Tôi đi coi bói ở Tràng Bom, Đồng Nai Bà thấy bói mù còn nói với tôi là có chơi với một đám bạn nửa người nửa ma. May mà tôi mạng lớn nên không bị kéo theo. Vì thấy duyên nghiệp nặng nề, tôi có xin về chùa xuất gia gieo duyên 3 tháng tại núi Thị Vải, Vũng Tàu. Trong 3 tháng đó, tôi tụng kinh địa tạng vào giấc 2 giờ chiều, không bỏ sót ngày nào. Hôm nào mệt ngủ quên thì gần 2 giờ chiều sẽ tự có người đánh thức tôi dậy trong mơ có khi là kéo chân và quát tháo khiến cho tôi giật mình mà phải thức đi tụng kinh. Sau khi hết thời gian phát nguyện, tôi ra đời thì gần giống như có con mắt âm dương thường mơ thấy trước những việc sắp xảy ra với mình. Nhìn ra hình ảnh của một người trong khoảng không, có đôi khi là nhìn được ai đó xấu muốn hại mình nhưng chỉ mơ hồ và không rõ ràng. Giữa năm 2018, tôi nhận việc nhưng sau đó không làm được công ty nào lâu cứ lên xe đi công tác là trong lòng như có lửa đốt sau khi nghỉ công ty nông ngư cơ tôi có qua công ty thiết bị vệ sinh làm được một năm trên chuyến đi công tác xe tôi gặp tai nạn tại bình thuận xe và kính bể tan nát lao qua dãy phân cách lộn qua chiều ngược lại nhưng trên xe tất cả đều bình thường trên xe lúc đó có tài xế một bạn bảo trì và tôi là ở phòng kinh doanh cách đây ba năm em tôi phải đi mổ khi đó sau khi từ phòng mổ ra phòng hậu phẫu nó bị hai người bóc cổ có dáng la hét nhưng không được sau đó dáng xích chân thì điều dưỡng tới và hai ngày kia bỏ đi thì nó mới thở lại bình thường nó còn thấy hai người đó bỏ đi xuống cuối dãy phòng Lúc nó kể Tôi chỉ nghĩ rằng Chắc là do tác dụng của thuốc gây mê Gây ảo giác Nên kêu nó niệm Phật đi Thế nhưng Mới cách được 30 phút Thì thằng nhóc cùng khoa trong phòng hậu phẫu đó Cũng nói Có hai người đàn ông tới bóp cổ Và bóp vào cái vai của nó Nó sợ quá la hết om sòm Điều dưỡng thầy thế nói Là tác dụng của thuốc gây tê Chứ không có ma quỷ gì Thế nhưng Gần 8 tiếng trong phòng hồi sức Nó rất sợ hãi Thằng nhóc đó Bảo là Nó thấy rất nhiều người đi tới đi lui Và dòm từng người bệnh Như tìm người thân Nó nói với điều dưỡng nhưng không ai tin Và còn nạt lại nó Bảo là nó dáng nằm theo dõi chút Rồi cho về khoa Sau đó mẹ nó phải ngồi niệm Phật cho nó Thằng em mình Thầy thế vừa sợ vừa tức vì trước đó nói ra không ai tin câu chuyện này cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay nếu các bạn ủng hộ kênh thì đừng quên đăng ký và ấn like đồng thời bình luận ý kiến của mình ở dưới video xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series nhân chứng sống